Và để liên tục chương trình Nhà Văn Nghệ trong buổi tối ngày hôm nay, xin được kính mời toàn thể quý vị, chúng ta cùng hướng ánh mắt của mình trở lại với sân khấu để chào đón một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Hồng, ca khúc mang tựa đề Xuân Chiến Khu đến từ đơn vị Đan Phượng do Tốp Nữ trình bày. Quý vị có thể lộ một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Xin được cảm ơn quý vị khách quý rất là nhiều. Có thể nói rằng các tiết mục văn nghệ trong buổi chiều, buổi tối ngày hôm nay của Đan Phượng được chuẩn bị vô cùng công phu và tuyệt vời đúng không ạ?
Và chúng ta có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật nồng nhiệt cho Đan Phượng không ạ?